8 tấn xoài được xuất khẩu đi Mỹ ngày hôm nay gồm 3 loại, đó là xoài tượng da xanh, xoài cát chu và xoài cát hòa lộc. Trong đó, xoài cát chu và cát hòa lộc là hai giống xoài đặc sản của tỉnh Đồng Tháp. Và đây được xem là hai giống xoài ngon bậc nhất trên thế giới với hương vị rất là đặc trưng và vị ngọt đậm vô cùng. Xoài đi Mỹ được phía doanh nghiệp Tránh Thu và Vina TNT lựa chọn rất là kỹ càng, có mẫu mã đẹp, không bị chảy xước. Những trái xoài này có nguồn gốc xuất xứ từ hợp tác xã xoài Mỹ Sương của huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp. Để đảm bảo cho lô xoài đạt chất lượng thì cách đây gần một năm, các doanh nghiệp xuất khẩu và các chuyên gia cũng như Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã đến khảo sát và hướng dẫn các phương pháp sản xuất nhằm đạt tiêu chuẩn mà phía Mỹ đưa ra. Xoài đi Mỹ được thu mua với giá cao hơn giá thị trường khoảng 15%, tức là vào khoảng 70.000 đồng 1 kg cát hòa lộc và 30.000 đồng 1 kg cát chu. Ngay trong chiều ngày hôm nay thì 8 tấn xoài này sẽ đưa đến thành phố Hồ Chí Minh được chiếu xạ và sau đấy thì đi máy bay sang Mỹ. Và dự kiến thì lô xoài này sẽ có mặt ở thị trường Los Angeles, Mỹ vào ngày thứ 7 tuần này. Việc xuất khẩu xoài sang Mỹ là một cái tín hiệu rất là mừng, chứng tỏ cho nông dân Đồng Tháp nói riêng và nông dân Việt Nam nói chung đã có thể làm ra những cái loại nông sản mà được các cái thị trường khó tính nhất trên thế giới chấp nhận. Những tấn xoài đầu tiên được xuất khẩu hôm nay có nguồn gốc từ hợp tác xã xoài Mỹ Sương ở Cao Lãnh, Đồng Tháp. Trong vài ngày tới thì thêm nhiều chuyến xoài nữa, Đồng Tháp cũng sẽ tiếp tục được đưa sang thị trường Mỹ, một trong những thị trường khó tính nhất thế giới. Ghi nhận niềm vui, niềm phấn khởi của các thành viên hợp tác xã Mỹ Sương. Hợp tác xã xoài Mỹ Sương nổi tiếng với mô hình cây xoài nhà tôi trước khi có lô hàng đầu tiên xuất đi thị trường Mỹ. Kinh nghiệm trồng xoài chất lượng cao là tiền đề để nông dân ở đây tự tin sẽ chinh phục được thị trường khó tính này. Trong thời gian qua thì chúng tôi cũng có xuất xoài qua thị trường Nhật, Nga, Úc thì coi như là đều là tốt đẹp. Đó thì để hướng thị trường Mỹ thì có một số cái tiêu chuẩn khác hơn chút thì chúng tôi vẫn làm được và làm tốt. Tiếp nối lô xoài đầu tiên đi Mỹ trong ngày mai, một lô xoài khác của Đồng Tháp cũng sẽ tới thị trường này. Cách đây 3 năm, những quả xoài ở đây đã có mặt ở Australia, Nhật Bản và Hàn Quốc. Bây giờ cái trước đi Mỹ nữa thì đây là một cái tín hiệu rất là vui. Mình đã chuẩn bị từ 5 năm về trước rồi, cho nên bây giờ mình không còn phải ngần ngại hay là lo lắng gì về diện cái xoài mình nữa. Vì mình có đã được những cái vùng trồng an toàn, những cái quả xoài sạch đẹp. Cái đủ tiêu chuẩn để đi xuất khẩu. Việc đưa cái trái xoài đó là một cái điều mong mỏi của bà con nông dân trồng bao nhiêu năm nay, cái đó là truyền thống. Mình cũng muốn mua tất cả mọi người đều muốn đưa cái trái xoài Việt Nam sang thị trường Mỹ để mở rộng thị trường, để khẳng định rằng trái cây của mình rất là ngon, nhất là trái xoài Việt Nam. Xoài là loại trái cây thứ 6 của Việt Nam đã có mặt tại thị trường Mỹ. Có thể sản lượng xuất khẩu trái cây tới các thị trường này chưa nhiều, nhưng những thị trường khó tính chấp nhận trái cây của Việt Nam sẽ mở ra cơ hội rất lớn cho mặt hàng này của chúng ta. Đây là một sự kiện rất có ý nghĩa và là một cái tin rất là vui và niềm tự hào đối với lại bà con nông dân, các địa phương và ngành nông nghiệp của Việt Nam. Bởi vì xuất khẩu được trái cây sang Mỹ và quả xoài sang Mỹ, đây là chúng ta đã khẳng định được cái thương hiệu, cái vị thế và cái chất lượng của cái cây ăn trái Việt Nam trên thị trường thế giới. Toàn tỉnh Đồng Tháp hiện có hơn 9.200 hecta xoài, sản lượng gần 100.000 tấn một năm. Xoài là một ngành hàng được tỉnh chọn để thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp nhằm hướng đến mục tiêu xuất khẩu ổn định, bền vững.